Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Mỗi sáng hãy tận hưởng ly premium roast coffee vừa mới pha tại tiệm McDonald's có tham gia. The new 2021 Sienna with hybrid power has an incredible 648 mile driving range. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Orange County Advantage Medical Group phục vụ sức khỏe quý vị cao niên trên 65 tuổi 7148890777. Mua bất cứ khẩu phần combo nào tại tiệm McDonald sẽ được một crispy chicken sandwich chỉ một đồng. Cảm ơn quý vị vừa giữ làn sóng của Đài Liên Sài Gòn TV à, trong chương trình Bản tin Tổng hợp và sau đây Tham Mai và Đại Thái xin trở lại phần tin thế giới với những tin đáng chú ý sau đây. Tòa án của nhà cầm quyền phân biệt miếng đã kết án tranh đấu dân chủ miếng điện. Tổ chức ân sát quốc tế đã lên án các cáo buộc gọi là xảo quyệt nhắm vào bà Suu Trung Cộng kêu gọi Hoa Kỳ đừng cố tình tẩy chay ngoại giao thế phần hội mùa đông. Và sau đây là bản tin chi tiết. Xin mời Tham Mai. Cảm ơn Lê Thái. Vâng, thưa quý vị, tin thế giới cũng cho biết thì ngày hôm nay tòa án của nhà cầm quyền quân Việt Miến đã kết án nhà tranh đấu dân chủ Miến Điện, bà Aung San Suu Kyi, 2 năm tù và tự án 4 năm vì tội xúc dục gây rối trật tự cộng cộng và vi phạm quân định phòng chống dịch Covid-19. Và đây là bản án đầu tiên nhắm vào bà Onsen San Suu Kyi. Tuy nhiên thì nếu bà bị kết thêm hai tội danh khác, mức án có thể lên tới là cả trăm năm tù giam. Bà cũng phải đối mặt với nhiều các buộc khác nhau, như mà nhập cản bất hợp pháp máy liên lạc, tội phản loạn, tội tham nhũng, tội gian lận bầu cử. Tuy nhiên thì đây là những tội danh mà quốc tế cho là hoàn toàn bị mục tiêu chính trị vì Tập đoàn Quân sự Miến Điện muốn bà Onsen San Suu Kyi bị tù mãn đời và như vậy là loại hẳn đối thủ khỏi chính trường. Bà cũng cho biết là cựu tổng thống miên Minh cũng bị kết án tương tự như vậy. Bản án được đưa ra vì sự xử còn tiếp tục nhưng mà theo các chuyên gia, cả hai cựu lãnh đạo vẫn tại ngoại ở thủ đô Nabido và sẽ đối mặt với những cáo trạng khác nơi mà họ đang sống. Chuyên gia về chính trị quốc tế thì ông Richard Hose cũng cho biết các cáo buộc trên cho thấy sự trả thù và quyền lực của giới tướng lĩnh quân Việt Miến và bà Aung San Suu Kyi, cũng như là cựu tổng thống Minh Mai Yin, có thể không phải ngồi tù mà sẽ thi hành tại bản án tại nhà riêng. Và thưa quý vị, vẫn tin liên quan đến vụ sửa nhà tranh đấu dân chủ Miến Điện, Tổ chức Ân xá Quốc tế đã lên án các cáo buộc gọi là xảo quyệt nhắm vào bà Suu Kyi vì nhằm mục tiêu loại bỏ phe đối lập chính trị và bóp nghẹt các quyền tự do cho người dân ở Miến Điện. Ngoại trưởng Anh Liz Truss cho biết rằng là trong tuyên bố đăng trên trang mạng của nước Anh lên án nhà cầm quyền của Miến Điện, đồng thời kêu gọi chế độ trả tự do cho các tù nhân chính trị, tái lập đối ngoại và dân chủ. Trong khi đó, thì người dân biến đã xuống đường biểu tình kêu gọi trả tự do cho bà Suu Kyi. Bà Michelle Bachelet, người đứng đầu tổ chức nhân quyền của Tổ chức Liên Hiệp Quốc, ngày hôm nay cũng chỉ trích chính quyền quân sự của Miến Điện là do động lực chính trị và yêu cầu trả tự do cho bà. Nhà tranh đấu dân chủ Suu Kyi đã bị quản thúc tại nhà từ sau cuộc đảo chính quân sự hồi tháng 2 năm nay cuộc đảo chính hồi tháng 2 của quân đội gây ra làn sóng biểu tình phản đối ở nước này. Một nhóm quan sát địa phương nói rằng hơn 1.300 người dân ở Miến Điện đã thiệt mạng và hơn 10.000 người đã bị bắt, trong khi chính quyền quân sự của Miến Điện cho hay hơn 70 quân dân và 93 cảnh sát nước này đã thiệt mạng khi ứng phó các cuộc biểu tình. Và thưa quý vị, các nhà cầm quyền Trung Cộng ngày hôm nay kêu gọi Hoa Kỳ đừng cố tình tẩy chai ngoại giao đối với Thế vận hội mùa đông, nhưng mà Bắc Kinh vẫn sẵn sàng áp dụng biện pháp đối phó nếu cần thiết. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cũng cho rằng, những người kêu gọi tẩy chai Thế vận hội Bắc Kinh nên ngừng lại để mà tránh ảnh hưởng với những cuộc đối thoại và hợp tác giữa Trung Quốc với Mỹ trong các lĩnh vực quan trọng. Nếu mà Mỹ quyết bám trụ hướng đi này, thì Trung Quốc sẽ áp dụng các biện pháp đối phó kiên quyết. Và phía Trung Quốc đưa ra tuyên bố ngay sau khi mà có tin cũng cho rằng chính quyền tổng thống Joe Biden sẽ ra tuyên bố giới chức trong chính phủ Hoa Kỳ sẽ không tham dự thế vận hội mùa đông ở Bắc Kinh tới đầu năm tới. Tuy nhiên thì việc này cũng không ảnh hưởng tới vận động viên Hoa Kỳ tham gia thi đấu. Tổng thống Joe Biden từng tuyên bố sẽ không có cử nhân vật trong chính phủ tham gia Thế vận hội Bắc Kinh, nhưng mà phản đối Trung Quốc về những cáo buộc vi phạm nhân quyền ở Tân Cương. Quan hệ ngoại giao giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc vẫn còn căng thẳng vì bất đồng về nguồn gốc COVID-19 và cạnh tranh thương mại và vấn đề về Đài Loan, Hồng Kông hay là Biển Đông. Tổng thống Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc tập cận bình tháng trước hợp thượng đỉnh trực tuyến để mà hạ nhiệt căng thẳng nhưng mà không đạt được bước tiến đáng kể nào. Trong khi đó, thì nước Nga ngày hôm nay đã khám phá ra ca nhiễm biến chủng Omicron là hai hành khách trở về từ Nam Phi và đang được cách ly thưa quý vị. Cơ quan y tế của Nga cho biết hai bệnh nhân nằm trong số 10 người xét nghiệm dương tính với loại biến chủng mới Omicron khi trở về từ Nam Phi, tất cả đều được cách ly và theo dõi từ lúc nhập cảnh. Tình cảnh tình trạng sức khỏe và triệu chứng của hai người mang biến chủng Omicron chưa được công bố. Bên cạnh trường hợp nhiễm biến chủng COVID mới, nước Nga vẫn liên tục ghi nhận ca nhiễm và tử vong do COVID-19 ở mức cao, với hơn 32.000 ca nhiễm mới và gần 1.200 người chết trong ngày hôm nay. Tổng số ca nhiễm hiện nay là hơn 9.8 triệu ca và tử vong hơn 828.000 người. Giới chức của Nga cho rằng số ca nhiễm gia tăng do năm học mới bắt đầu và biến chủng Delta lây lan nhanh và tỷ lệ tiêm chủng trong dân số còn thấp. Nhiều người Nga vẫn hoài nghi về thuốc chủng do Nga chế tạo dù Tổng thống Putin đã nhiều lần cơ gọi họ tiêm chủng. thuốc quý vị. Và ngày hôm nay, thì Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa cũng cho biết, Nam Phi đang chuẩn bị cho các bệnh viện sẵn sàng tiếp nhận nhiều trường hợp nhịp nhập viện hơn vì biến chủng COVID-19 Omicron đang đẩy đất nước này vào đợt lây nhiễm thứ tư. Biến chủng này lần đầu tiên được phát hiện ở miền Nam Châu Phi vào tháng trước và sẽ gây ra báo động toàn cầu khi mà các chính phủ lo ngại một đợt gia tăng lây nhiễm khác. Số ca nhiễm hàng ngày ở Nam Phi đã gia tăng vào tuần trước lên tới là 16.000 ca ngày hôm 3 tháng 12 so với khoảng là 2.300 ca hôm 29 tháng 11. Tổng thống Ramaphosa cũng cho biết biến chủng Omicron đang chiếm phần lớn các ca mắc COVID-19 mới ở hầu hết 9 tỉnh của Nam Phi và kêu gọi dân chúng sớm chích ngừa. Nam Phi hiện có đủ thuốc chủng COVID, nhưng mà số người chích ngừa vẫn còn rất thấp. Tổng thống Nam Phi cũng cho biết, một khi mà số lượng người chích vẫn còn thấp, thì hoạt động kinh tế còn gặp nhiều khó khăn. Chính phủ Nam Phi sẽ sớm triệu tập hội đồng chỉ huy quốc gia về COVID-19 để mà đánh giá tình trạng của đại dịch và quyết định xem có cần các biện pháp phong tỏa nếu có để giữ an toàn cho người dân hay là không. Bên cạnh đó, thì các chuyên gia cho rằng các đại dịch trong tương lai thậm chí có thể gây chết người nhiều hơn đại dịch COVID-19. thưa quý vị. Vì vậy, các bài học kinh nghiệm từ đợt bùng phát hiện nay không được lãng phí và thế giới nên đảm bảo được chuẩn bị cho đợt tấn công virus tiếp theo. Đây là tuyên bố nhằm khuyến cáo về một tương lai của nhân loại khó tránh được trận đại dịch tiếp theo. Do một trong những người sáng chế ra thuốc chủng, Oxford-AstraZeneca cho biết theo dữ kiện từ trường đại học Johns Hopkins, đại dịch COVID-19 đã giết chết 5.26 triệu người trên khắp thế giới, gây thiệt hại hàng nghìn tỷ Mỹ Kim về kinh tế và khiến cuộc sống của hàng tỷ người bị đảo lộn. Chuyên gia về COVID cho biết, nếu có trận đại dịch kế tiếp, chúng sẽ tệ hại hơn vì dễ lây lan hơn hoặc gây chết người nhiều hơn. Đại dịch coronavirus sẽ không phải là lần cuối cùng một loại siêu vi khuẩn đe dọa sinh mạng và sinh kế của nhân loại. Vì vậy, một điều mà thế giới có thể làm được là cần gia tăng sáng chế và chuẩn bị đương đầu với siêu vi khuẩn tiếp theo. Hiện nay, thì chất đạm bột đột biến của biến thể Omicron chứa các biến thể khác làm tăng khả năng lây nhiễm và thuốc kháng thể hiện nay thì ít hiệu quả hơn trong việc ngăn ngừa Omicron biến thể. Các chuyên gia y tế cho biết các nỗ lực nhằm chấm dứt đại dịch COVID-19 diễn ra không đồng đều và rời rạc, được ghi nhận bởi khả năng tiếp cận vaccine hạn chế ở các nước thu nhập thấp trong khi những người khỏe mạnh và giàu có ở các nước giàu được tiêm vaccine tăng cường. Và một ngày trước khi mà cuộc họp với Tổng thống Joe Biden, thì ngày hôm nay Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tới thủ đô Tân Đề Ly của Ấn Độ để mà họp thượng đỉnh với Thủ tướng Narendra Modi. Và đây là chuyến xuất ngoại thứ nhì của Tổng thống Putin từ khi mà Covid-19 bùng phát là một biểu tượng lớn về tầm mức quan trọng của Ấn Độ đối với Nga trong tương lai. Ngoài cuộc họp giữa hai nhà lãnh đạo, thì Bộ Ngoại giao Nga và Ấn cũng mở cuộc họp khẩn cấp. Cuộc họp nhằm về năng lượng và an ninh. Về năng lượng, thì Ấn Độ mong muốn mở rộng hợp tác với các đối tác của Nga trong khu vực dầu khí nhằm giảm bớt mức độ lệ thuộc vào than đá. Và tháp tùng Tổng thống Putin để Ấn Độ thì ngày hôm nay có lãnh đạo tập đoàn Rosnet, ông Igor Sechin, và đôi bên đang thương lượng về nhiều hợp đồng quan trọng liên quan đến về an ninh và Nga cũng như là Trung Quốc lo ngại trước việc là Hoa Kỳ nỗ lực lôi kéo Ấn Độ vào liên minh an ninh trong khuôn khổ bộ tứ Quad, tức là viết tắt là QUAD cùng với Úc, Nhật Bản để làm đối trọng với ảnh hưởng ngày càng lớn của Bắc Kinh và kể cả Nga tuy nhiên thì trong quá khứ thì New Delhi từng có một mối quan hệ mật thiết với nước Liên Xô cũ và vẫn duy trì đối tác chiến lược đặc biệt với Nga và là một trong những khách hàng quan trọng nhất của mua vũ khí của Nga thưa quý vị. vừa rồi là phần tin thế giới chúng tôi trở lại với phần tin Hoa Kỳ sau phần bảo trợ của đài cảm ơn quý vị.